Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em soạn bài một số câu tục ngữ Việt Nam nằm trong sách Ngữ văn 7 kết nối tri thức với cuộc sống. Trên video, thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Sau đây là phần A trước khi đọc. Câu hỏi 1: Khi trò chuyện với người khác, đã bao giờ em dùng tục ngữ chưa? Hãy giải thích việc em dùng tục ngữ trong trường hợp đó. Trả lời: Khi trò chuyện với người khác, đã rất nhiều lần em sử dụng tục ngữ trong giao tiếp. Ví dụ: Ngoài học thầy cô trên lớp, về nhà có bài nào em chưa hiểu hay chưa giải được, em đều nhờ Hoa chỉ giúp. Nhờ có Hoa mà em đã tiến bộ rất nhiều trong học tập. Đúng là học thầy không tày học bạn. Việc dùng tục ngữ học thầy không tày học bạn để thấy được tầm quan trọng của việc học hỏi bạn bè. Câu hỏi 2: Theo em, vì sao người ta lại dùng tục ngữ trong một số tình huống giao tiếp thường ngày? Trả lời: Người ta lại dùng tục ngữ trong một số tình huống giao tiếp thường ngày khiến cho cuộc giao tiếp trở nên phong phú hơn, tránh nhàm chán. Đồng thời, việc sử dụng tục ngữ trong giao tiếp sẽ giúp cho câu nói được gây ấn tượng. Phần B, đọc văn bản. Câu hỏi 1: Những chủ đề được thể hiện qua các câu tục ngữ. Trả lời: Những chủ đề được thể hiện qua các câu tục ngữ là phản ánh những kinh nghiệm được đúc kết về mọi mặt, tự nhiên, lao động sản xuất, xã hội, là lời khuyên răn, kinh nghiệm sống mà đời trước muốn truyền lại đến đời sau, thể hiện triết lý dân gian của dân tộc. Câu hỏi 2: Nét chung nhất về hình thức của các câu tục ngữ. Trả lời: Đều có sự xuất hiện của những hình ảnh quen thuộc của cuộc sống hàng ngày, nhờ đó mà tục ngữ dễ đi vào ký ức của người đọc, người nghe. Sau đây là phần C, trả lời câu hỏi. Câu hỏi 1: Tìm hiểu số tiếng trong những câu tục ngữ trên, từ đó rút ra nhận xét chung về độ dài của tục ngữ. Trả lời: Các câu tục ngữ trên thường có 6, 7 hoặc 8 tiếng. Các câu tục ngữ ngắn gọn, xúc tích. Câu hỏi 2: Trong 15 câu tục ngữ ở trên, những câu nào có gieo vần? Việc gieo vần như vậy có tác dụng gì? Trả lời: Trong 15 câu tục ngữ trên, những câu có gieo vần là gió heo may chuẩn chuẩn bay thì bão, kiến cánh vỡ tổ bay ra, bão táp mưa xa gần tới. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Nắng chóng trưa, mưa chóng tối. Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa. Làm ruộng 3 năm không bằng chăn tằm một lứa. Người sống hơn đống vàng. Đói cho sạch, rách cho thơm. Muốn làm nghề chớ nề học hỏi. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Tác dụng của việc giao vần khiến cho câu tục ngữ trở nên sinh động, dễ đọc, dễ nhớ, dễ truyền đạt, đúc kết tri thức, kinh nghiệm sống thực tiễn của nhân dân. Câu hỏi 3: Câu tục ngữ nào trong bài học này có hình thức của một thể thơ quen thuộc, được dùng rất nhiều trong ca dao của người Việt? Nêu thêm hai câu tục ngữ có hình thức tương tự. Trả lời: Câu tục ngữ trong bài học này có hình thức của một thể thơ quen thuộc, được dùng rất nhiều trong ca dao của người Việt Nam là một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Hai câu tục ngữ có hình thức tương tự là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn khoai nhớ kẻ đem dây mà trồng. Câu hỏi 4: Tính chất cân đối trong cấu trúc ngôn từ được thể hiện như thế nào ở những câu tục ngữ trên? Việc tạo nên sự cân đối trong cấu trúc của một câu tục ngữ có tác dụng gì? Trả lời: Trong các câu tục ngữ trên, cấu trúc ngôn từ có sự cân đối. Ví dụ, vế trước 4 chữ, vế sau cũng 4 chữ. Vế trước có 3 chữ, vế sau cũng có 3 chữ. Việc tạo nên sự cân đối trong cấu trúc của một câu tục ngữ khiến cho câu tục ngữ có nhịp điệu dễ thuộc, dễ nhớ và dễ truyền tải thông điệp. Câu hỏi 5: Có thể phân chia các câu tục ngữ trên vào những chủ đề nào? Trả lời: Có thể phân chia các câu tục ngữ trên theo những chủ đề. Tục ngữ phản ánh những kinh nghiệm sống về tự nhiên. Tục ngữ phản ánh về những kinh nghiệm trong lao động sản xuất. Tục ngữ thể hiện triết lý dân gian của dân tộc. Câu hỏi 6: Chỉ ra những câu tục ngữ thể hiện ý nghĩa một cách trực tiếp, những câu tục ngữ thể hiện qua hình ảnh có tính chất ẩn dụ. Trả lời: Những câu tục ngữ thể hiện ý nghĩa trực tiếp là gió heo may chuồn chuồn bay thì bão, kiến bay vỡ tổ bay ra, bão táp mưa xa gần tới, mây kéo xuống biển thì nắng chang chang, mây kéo lên ngàn thì mưa như chút, nắng chóng trưa, mưa chóng tối, nhất nước nhỉ phân tam cần tứ giống, nắng tốt dưa, mưa tốt lúa, làm ruộng 3 năm không bằng chăn tằm một lứa, người sống hơn đống vàng,
không thầy đố mày làm nên, học thầy không tày học bạn, muốn làm nghề chớ nể học hỏi. Những câu tục ngữ thể hiện ý nghĩa qua hình ảnh có tính chất ẩn dụ là: đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Đói cho sạch, rách cho thơm, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Câu hỏi 7. Ý nghĩa của các câu tục ngữ số 11 và 12 có loại trừ nhau không? Em rút ra được bài học gì từ hai câu tục ngữ đó? Trả lời: ý nghĩa của các câu tục ngữ 11, 12 không loại trừ nhau. Câu tục ngữ 11: phải biết ơn thầy đã có công dạy dỗ mình, không có thầy sẽ không có chúng ta ngày hôm nay. Câu tục ngữ 12: học thầy thôi chưa đủ, học bạn bè cũng giúp chúng ta tiến bộ hơn rất nhiều. Cần biết ơn tới những người đã có công dạy dỗ chúng ta nên người. Bên cạnh học thầy thì cũng nên học hỏi bạn bè, chỉ có vậy mới khiến chúng ta học hỏi và không ngừng tiến bộ. Câu hỏi 8: vì sao nhiều câu tục ngữ về đời sống xã hội ra đời từ thuở xưa mà vẫn còn giá trị đối với con người ngày nay? Trả lời: những câu tục ngữ về đời sống xã hội ra đời từ thuở xưa mà vẫn còn giá trị đối với con người ngày nay, vì đó là những câu tục ngữ đúc rút kinh nghiệm về đời sống, giá trị của nó mang tính vĩnh cửu. Phần D, kết nối đọc viết. Câu hỏi: hãy ghi lại một cuộc đối thoại giả định giữa hai người khoảng 5 đến 7 câu. Trong đó, một người có dùng câu tục ngữ: muốn lành nghề chớ nể học hỏi. Trả lời: cuộc đối thoại giả định giữa hai người, trong đó một người có dùng câu tục ngữ: muốn lành nghề chớ nể học hỏi là: xin chào, dạo này em làm ở đâu rồi? Dạ, dạo này em đi học làm tóc ở quán nổi tiếng nhất huyện mình đó anh. Em học nghề lâu chưa? Có gặp khó khăn gì không? Em học được vài tháng nay rồi ạ. Chủ quán cắt tóc em giỏi và nổi tiếng lắm ạ, nên nhiều khi có một số vấn đề em không dám hỏi và trao đổi. Muốn lành nghề chớ nể học hỏi em ạ. Mình không biết thì phải hỏi để tích lũy kinh nghiệm rồi mới thành thợ chính được. Em hãy cố gắng nhé. Dạ, em cảm ơn anh. Hết phần soạn bài. Cảm ơn các em và các khán thính giả đã cùng lắng nghe.